Ông chủ, cho thêm hai chai bia đi. Được, được, có ngay, có ngay. Bia đây rồi, chúc ngon miệng. Cảm ơn. Ông chủ, chúc mừng phát tài. Nhờ phúc của anh em. Lão già, tiền đâu? Tiền gì? Ông nói tiền gì à? Tôi hiểu rồi. Các anh em, chúng ta đều lăn lộn kiếm ăn. Chỗ của tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, không có dễ dàng gì. Cậu xem, cũng không được mấy người. Mong anh em hãy nể mặt cho, có được không? Nếu các cậu muốn uống vài chai, cứ ngồi đi, tính phần của tôi hết, được không? Vậy uống vài ly đi. Dạ được, xin mời ngồi, mời ngồi. Cút, cút hết đi. Làm gì vậy? Mấy người nghe rõ chưa? Cút đi. Nè, cậu à, cút đi. Tiền đâu? Tiền đâu? Hỏi ông đó ông già. Tiền đâu? Tiền đâu? Tôi đưa tiền. Mấy người nghe rõ cho tôi, đây là anh của tôi. Cút hết đi. Anh sao rồi? Nếu như anh không chê, hãy tới công ty chúng tôi làm đi. Chị Tam, tôi đã như vậy rồi, còn có gì để chê chứ không chê nữa. Trước đây chú Miêu đối với anh ra sao, sau này chúng tôi đối với anh giống như vậy. Cảm ơn chị Tam. Từ nay trở đi, anh chính là mã gia của chúng tôi. Cô Giang chịu khổ rồi. Mời lên xe. Làm tốt lắm. Mời Mã Gia. Cô là Giang Thụy. Không biết tại sao lại kiếm chuyện với anh em của tôi như vậy. Anh em của anh nhận tiền mà không làm việc, tôi còn không nói được sao? Cô nói, ở trên địa bàn Hải Nguyên này, cô có muốn đập chết một con kiến thì cũng phải đánh tiếng với tôi trước. Được thôi, vậy để tôi nói trước. Lão Hắc giữ người giữ xe của tôi, trong tay tôi có hàng của ông ta, vậy giao dịch với nhau luôn là xong chuyện rồi. Tôi nhờ lại Ngô Nguyên đi hỏi thăm, sẵn tiện chuyển lời. Cái này không sai chứ? Anh ta nhận tiền mà không làm việc, bây giờ không cho tôi hỏi nữa sao? Cô như vậy coi là hỏi à? Hả? Xém chút nữa ra tay đánh tôi rồi. Anh có biết xấu hổ không? Có biết quy tắc không? Đại ca của tao còn ngồi ở đây nè, có dở thì nói lại coi. Muốn đánh phải không? Đi về nói với lão Hắc, kêu ông ta mau trả lại xe cho tôi. Còn không thì Hải Nguyên này đừng hòng được yên ổn. Nhớ đó, tôi là chị Thụy.
Tao cho mày chết. Dừng tay. Lương lão đại, cậu đang định phá quán của tôi đó hả? Chị Tam, không dám. Các anh em, đi. Tất cả chú ý, tất cả chú ý. Chuẩn bị hành động mọi lúc. Trà Nguyên Ương, Trà Nguyên Ương, em yêu anh, anh yêu em. Một đôi Nguyên Ương trẻ. Bội phục, bội phục. Đừng nhiều lời nữa. Xe đâu? Kiểm hàng trước đã. Chuẩn bị hành động. Nói thật cho cô biết, tôi lấy hàng, tôi không định đưa xe cho cô. Nhóc con, to gan đó, dám cầm súng chỉ vào đầu tôi. Tôi lăn lộn giang hồ trong nhiều năm nay chưa từng thấy đó. Thì hôm nay sẽ thấy. Nói thật cho anh biết, Giang Thụy tôi dám tới, đã không muốn sống sót trở về rồi. Anh muốn thử hàng chứ gì? Cho anh. Khốn kiếp, tao cho mày khỏi trở về luôn. Lên, dừng tay. Chị Tam, sao cô ta nhúng tay vào? Xem ra có tuần hay rồi. Tất cả bỏ súng xuống. Ơ kìa, là chị Tam hả? Lão Hắc, sao anh lại đối xử với người của tôi như vậy chứ? Cô ta thành người của cô từ khi nào? Từ nay trở đi, Giang Thụy là người của tôi. Nhưng cô ta quỷ hàng của tôi. Hàng đó không liên quan tới anh. Xe đâu? Tôi hỏi anh lần cuối. Xe đâu? 3 giờ chiều ngày mai, đầu cầu Liễu Hà. Làm cái gì đó? Sao vậy anh Long? Con nhỏ này là của tôi. Cái gì là người của anh? Người của hắn. Mày muốn làm gì hả? Chị Thụy, chị Thụy, không ổn rồi. Phòng Hawaii đánh lộn. Chị mau đi xem đi. Làm gì đó, làm gì đó. Không được đánh lộn. Uống sai rồi phải không? Tôi nói cho anh biết, đây không phải là nơi mấy anh làm loạn đâu, nghe rõ chưa? Dám phá địa bàn của tôi, đúng là khiến cho anh Hắc nở mày nở mặt. Chị Thụy, chị đừng hiểu lầm. Tôi sắp xếp cho thằng này ăn cơm, nhưng nó dám giật bạn gái của tôi.
Dẫn đi. Chị Thủy, chị Thủy. Có camera, giao cho cậu đó. Cho hắn ta một video lặp lại 5 phút. Cho hắn ngắm nhìn phong cảnh yên tĩnh ở đây. Vừa có chó vừa có ngỗng, cái này thì máy tính không thể nào khống chế. Trời sắp tối rồi, đến tối rồi nói. Hai người ở bên kia. Không đúng, cái đó đó. Dạ dạ, đem qua đây. Hai người lấy một cái. Được, rồi rồi rồi, đặt ở đây. Để đây đi, mau lên mau lên. Lẹ lên. Đặt mấy cái này lên trên. Được rồi, biết rồi. Lấy cái ống này đúng không? Đúng rồi. Mau lên đi. Tôi biết rồi. Đúng rồi đó. Để hết qua bên đó đi. Cậu mau lên đi. Với tốc độ này của cậu, tới khi nào chúng ta mới khởi công? Mau lên mau lên. Mau lên đi. Tối nay chúng ta nhất định khởi công. Đi. Chị Tịnh, bọn họ đã hưởng thụ yên tĩnh cả ngày rồi, bây giờ cho bọn họ chút ồn ào đi. Cậu có ý gì? Liều luôn. Đi. Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài xem đi. Nè, vậy là sao chứ? Không có cái gì mà chó với ngỗng kêu là sao? Anh Hắc, xem ra con chó này vừa sủa, con ngỗng cũng kêu theo luôn. Hay là chúng ta thịt nó đi? Tôi thịt cậu đó. Hồi sáng mới nói cậu cẩn thận, bây giờ lại bắt đầu thô lỗ rồi. Đám ngỗng này coi nhà còn tốt hơn chó nhiều. Giữ nguyên tố chất nghề nghiệp mới nâng cao của cậu giùm tôi đi. Hiểu chưa? Nhìn là biết chó kêu gì đói rồi. Tôi đưa mấy cậu tiền mua đồ cho chó ăn. Cậu đút túi rồi phải không? Đâu có dám. Phim được dịch và lồng chị Tam, lâu rồi không gặp. Chị ngày càng xinh đẹp, miệng của anh ngày càng ngọt đó. Mấy vị này là bạn của chị Tam à?
đều là thẻ đen cao cấp. Chị Tam, hôm nay đánh sao? Tôi dẫn em gái tôi đi chơi. Được, mời đi lối này. Nhanh, nhanh. Xuống xe. Chị Tam, chúng ta có nên đi không? Chị Tam, chúng ta đi không? Không được di chuyển. Bao vây họ. Mấy anh làm gì vậy? Mời phối hợp kiểm tra với chúng tôi. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, bên này không tìm thấy. Một chú chó dễ thương. Mấy tuổi rồi? Đây là chó nghiệp vụ, xin đừng can thiệp công việc của chúng tôi. Nó muốn ăn bánh không? Nè, anh cầm đi. Đội trưởng, bên này có biến. Đi, qua bên đó, đi. Đây là gì? Tôi vẫn thấy khó hiểu. Trước khi vào sân, bỏ thứ này vào túi bóng trước mặt tôi. Chuyện này là sao? Lại muốn chơi tôi à? Có gì đâu. Chẳng phải không có chuyện gì sao? Đều là người từng trải qua sóng to gió lớn. Vở kịch nhỏ này có gì mà căng thẳng? Lan Lan, thật ra có chuyện gì? Tôi không biết chuyện gì hết. Hai người hỏi anh Tư đi. Tiểu Lưu, bám theo, bám theo. Yên tâm, đang bám theo. Trưởng đội Bạch, hắn quẹo về hướng đường bến tàu. Có vẻ địa điểm giao dịch đã thay đổi. Bây giờ tôi sẽ qua đó. Hướng đường bến tàu dân cư đông đúc. Tổ 2 lập tức tiếp ứng. Chú ý an toàn của người dân xung quanh. Tổ 2 nhận lệnh, tổ 2 nhận lệnh. Đội trưởng, mục tiêu đang trên đường bến tàu, hướng tới phố Hồng Cừ.
đậu xe cách ngã tư 50 mét. Các nhóm chú ý, bắt khi giao hàng, bắt khi giao hàng. Tổ 1 nhận lệnh, tổ 2 nhận lệnh. Hành động, hành động. Đứng im, cảnh sát. Đứng im. Đứng im. Đứng im. Tại sao bắt tôi? Tại sao? Đứng im. Thả tôi ra. Mèo, gần đây có làm chuyện trái phép không? Tôi chạy, đừng chạy, đứng lại. Cảnh sát bắt người, cứu mạng. 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 Mau lên. Dừng. Không có gì, tiếp tục đi. Cảnh sát, đứng yên. Alo, anh Nhạc, xưởng của chúng ta bị hốt rồi, anh mau chạy đi. Dừng xe kiểm tra. Dừng xe. Dùng đất Hải Nguyên này vàng thau lẫn lộn. Cô còn trẻ, có những chuyện cô phải đặc biệt cẩn thận. Chị ta muốn nói gì vậy? Lão Hắc không phải người cùng đường với chúng ta. Hắn có gốc rễ thâm sâu, con người cũng không được sạch sẽ. Chị đừng coi thường tôi. Tôi không phải con nít. Tôi biết cô không phải con nít. Nhưng cô biết tôi và anh Tư ở Hải Nguyên nhiều năm như vậy, cũng đắc tội không ít người. Lão Hắc coi như một trong số đó. Hắn ta vội vàng tiếp cận cô như vậy, không biết là có ý đồ gì.
Tôi không cần biết hắn có ý đồ gì. Tôi tự biết tâm tư của mình là được rồi. Đây là địa chỉ xưởng mới của lão Hắc. Nghe nói có thiết bị mới, sản phẩm mới. Anh Tư, anh qua đi xem đi. Là gì vậy? Địa chỉ xưởng mới của lão Hắc, hắn ta cho Tiểu Thụy. Lão Hắc thích cô vậy sao? Rất nhiều người đều thích tôi đó. Bộ anh Tư nghĩ tôi dễ ghét lắm sao? Lão Hắc còn nói với cô gì nữa không? Anh ta còn nói phía sau anh ta có chú Qua chống lưng. Không đến một năm nữa Hải Nguyên đều là thiên hạ của anh ta. Hắn ta ba xạo đó. Đi xem xưởng của anh ta sẽ biết anh ta có xạo hay không. Nếu đúng như lời anh ta nói, tôi muốn trút giận cho chị Tam, dẹp anh ta. Vậy bước tiếp theo cô định làm gì? Phải xem anh Tư có ủng hộ tôi hay không. Anh Hắc, nếm thử cá của nhà hàng này đi, rất mềm. Được được, hai em gái đột nhiên mời tôi dùng bữa. Còn có Tịnh Tịnh bầu bạn, hơn nữa Tịnh Tịnh còn gấp rau cho tôi, làm tôi nhận mà thấp thỏm. Anh Hắc ngày ngày nhắc Tịnh Tịnh, chẳng phải tôi tạo cơ hội cho hai người sao? Anh Hắc nhiều em dây quanh như vậy, tôi làm gì có cơ hội chứ? Tôi nhiều em hồi nào? Hai cô nói như vậy tôi chẳng phải thành lưu manh sao? Nói cho hai cô biết, anh Hắc đây chỉ phong lưu chứ không lưu manh. Tịnh Tịnh à, thật ra trong chuyện tình cảm anh Hắc đây rất đơn thuần. Thật đó. Được rồi, vậy chúng tôi cùng mời anh Hắc đơn thuần. Được được, mời anh. Mời Tịnh Tịnh. Món ăn ở quán này không tệ. Nói đi, hai cô tìm tôi có chuyện gì? Không hổ là anh Hắc, không thể qua mắt anh được. Mấy hôm nay tôi luôn nghĩ chuyện anh muốn lôi kéo tôi về làm chung. Nhưng tôi tầm nhìn hạn hẹp, lại vào ngành muộn, không biết có thể giúp gì được cho anh. Tôi nghe ý cô nói, cô đang khiêm tốn hay là không tin thực lực của anh đây? Anh Hắc, anh biết chị Tam tốt với tôi ra sao mà. Nếu để chị ấy biết, tôi không dễ ăn nói đâu. Có lý. Trọng đạo nghĩa là đúng, nhưng mà đạo nghĩa và thực lực có khác biệt. Không còn mấy ngày nữa, cô sẽ thấy được thực lực của anh Hắc đây. Đừng đợi mấy ngày nữa, bây giờ xem luôn đi. Đúng đó. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Alo, sao hả? Cái gì? Mấy cậu ở yên đó, tôi qua ngay. Xin lỗi, tôi có chút chuyện, tôi phải đi trước. Anh Hắc à, có cần chúng tôi giúp không? Không cần, không cần, hai cô ăn tự nhiên đi. Mấy ngày nữa tôi đãi. Tịnh Tịnh cũng phải đi, hai cô ăn ngon miệng nha, tôi đi trước. Vậy anh chú ý an toàn nha. Được rồi. Gần đây, cảnh sát thành phố ở vùng núi phía Nam đã triệt phá được một ổ sản xuất ma túy. Đây là ổ sản xuất ma túy lớn thứ hai triệt phá được trong vòng một tháng gần đây. Tổng cộng tịch thu 30 kg ma túy, hơn 20 tấn nguyên liệu sản xuất, 5 lò phản ứng, bắt được 15 nghi phạm. Vì các thành viên băng đảng này liên quan nhiều khu ở Tô Nam và các tỉnh khác, Cục Công an thành phố Hải Nguyên mau chóng triển khai xử lý phối hợp điều tra. Cảnh sát các nơi hợp tác chặt chẽ. Alo, xem TV chưa? Đang xem đây. Hành động của con nhóc Tiểu Thụy quá nhanh. Nhưng điều kỳ lạ là sao lão Hắc chỉ có 30 kg? 30 kg thì sao chứ? 10 kg lão Hắc cũng đủ thảm rồi. Anh Tư, anh nói thật với tôi đi, anh có giở trò gì không? Về chuyện công xưởng của lão Hắc,
Người biết chỉ có anh tôi, còn có Giang Thụy. Không phải Giang Thụy cũng không phải tôi. Chuyện này thật ra có phải anh làm không? Làm thì sao? Không làm thì sao? Bây giờ không phải là lúc tranh chấp. Anh điên rồi sao? Đây đều là hàng của chú Hoa đó. Chú Hoa thì đã sao chứ? Anh ở đâu? Tôi đi tìm anh. Đừng quản được không? Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát mà. Chị Thụy, tra ra rồi. Dương Kiến, tên thật là Dương Kiến Bình, 42 tuổi, người thôn Hàng, thành phố Thanh Hà, từng đi lính, hỗ trợ cảnh sát 2 năm. Vì thực thi thái quá, bị quỷ tư cách hỗ trợ cảnh sát. Có một con gái 15 tuổi và mẹ 70 tuổi, hiện ở đường Hạnh Phúc, khu Thái Hòa, thành phố Hải Nguyên. Lão Hắc gọi cho tôi. Cậu in hình con gái của anh ta ra, tôi cần xài. Được. Alo, anh Hắc, tìm tôi có chuyện gì? Giang Thụy, ngày mai gặp mặt, chúng ta nói chuyện. Anh muốn gặp tôi hay là Tịnh Tịnh? Gửi địa chỉ cho tôi đi. Chị đừng đi lại nữa, đi tới tôi chóng mặt rồi. Qua đây thử trà Chính Sơn ở Đồng Mộc Quan đi. Anh còn tâm trạng uống trà sao? Nếu chú Qua biết anh chặn hàng chú ấy, anh biết hậu quả thế nào không? Chú Qua sẽ không biết. Tôi sẽ khiến chú tưởng đây là Lão Hắc chặn. Nếu anh muốn đổ chuyện này cho Lão Hắc, bây giờ anh nên mau tung hàng ra. Bây giờ thời cơ chưa chín mùi. Nếu muốn tung hàng, tôi phải tìm một nhóm trợ thủ mới. Nếu Lão Hắc truy cứu thì sao? Lão Hắc sẽ không truy cứu. Bây giờ Lão Hắc đang bận tìm người chỉ điểm xưởng. Tiếp theo anh tính làm gì? Lấy tỉnh chế động. Hàng trong tay tôi, sợ gì? Anh không sợ nhưng tôi sợ. Có tôi rồi, uống trà đi. Xưởng của Lão Hắc bị chúng tôi triệt phá, Lão Hắc trốn rồi. Điều này rất bất lợi cho an toàn của Tiểu Thụy. Tôi liên lạc với Hải Dung rồi. Ý của cô ấy là kêu Dương Kiến tới đỡ đạn. Kêu cậu ta đỡ đạn. Cô ấy có nghĩ tới hậu quả chưa? Anh cảm thấy bây giờ còn có cách nào khả thi hơn không? Dương Kiến là người của Lão Tư. Chúng ta biết rất ít thông tin về Dương Kiến. Một khi Lão Hắc vạch trần Dương Kiến, hắn sẽ không tìm Lão Tư mà trực tiếp tìm Tiểu Hạ. Đúng rồi, đúng rồi. Theo cách nói của Hải Dung, Dương Kiến là người anh Tư phái đi dò xét cô ấy. Dù nói hắn chỉ điểm xưởng của Lão Hắc, dù là để tự vệ, anh Tư cũng sẽ đứng về phía Hải Dung, sẽ hắt nước bẩn lên người của Dương Kiến. Tôi cảm thấy hắn không ngốc như vậy đâu. Cô sẽ hối hận, anh cũng sẽ hối hận. Từ hôm nay trở đi, Giang Thụy chính là người của tôi. Ngồi đi. Anh Hắc bày thế trận gì đây? Tôi bày thế trận gì? Cô chém tôi một nhát, còn hỏi tôi bày thế trận gì? Giả ngu với tôi hả? Là ý gì? Xưởng của tôi bị chỉ điểm, cô không biết sao? Tin về xưởng hồi sáng này là của anh Hắc đó hả? Nói nhảm, không phải của tôi là của cô sao? Hèn chi anh Hắc tự tin như vậy. Quá ra là có nguồn tin. Bớt dòng do đi. Cô chỉ điểm phải không? Hay chỉ Tam và anh Tư của cô? Đợi đã. Thì ra hôm nay anh kêu tôi tới là để tra hỏi tôi đó hả? Anh nghi ngờ tôi. Có phải chị Tam với anh Tư làm hay không tôi không rõ.
Cũng không biết, tôi cũng không thể nói. Còn việc có phải tôi làm hay không, anh còn không rõ sao? Anh có nói địa bàn với tôi không? Sao tôi có thể biết nó ở đâu, dáng vẻ như thế nào? Tôi là thần tiên hả? Tôi có thiên lý nhãn hay thuận phong nhỉ? Theo ý cô, tôi tự chui vào lưới. Chắc chắn tôi không có ý đó. Nhưng chắc chắn không phải là tôi. Anh đặt mình vào chỗ của tôi nghĩ xem. Tôi tới đây lạ nước lạ cái, còn phải nhờ anh chống lưng cho. Tống anh vào đó tôi có lợi lộc gì? Anh nói tôi biết đi. Ai trả lương cho tôi? Anh trả, anh trả. Hay là anh trả? Cho tôi biết lý do đi. Anh nói tôi nghe thử đi. Có điều chuyện hôm nay anh có một sai sót. Lại có một cảnh sát tới chỗ tôi. Cái gì? Cảnh sát? Chuyện này còn phải cảm ơn anh Hắc. Nếu không nhờ A Long đàn em của anh tới chỗ tôi chơi đánh người của tôi, tôi cũng không thể biết. Về sau tôi có tra xét lai lịch của người đó, tôi dám khẳng định chắc chắn hắn không phải là cảnh sát thật. Vậy hắn là gì? Còn việc hắn là ai, từ đâu tới, ai phái tới, tới để làm gì, tôi thật sự không biết. Anh Hắc, anh nói xem. Vậy ý cô là có người giở trò giữa chúng ta? Tôi không có ý này. Tôi còn đang muốn anh Hắc phân tích giúp tôi mà. Đáng chết. Được. Vậy tôi đi gặp tên cảnh sát mà cô nói thử xem. Hắn có quan hệ gì, lai lịch gì? Ai vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chúng ta có trao đổi với bên phòng kỹ thuật. Lô ma túy chúng ta chặn được có thành phần không giống các chất còn sót lại được chiết xuất từ các dụng cụ sản xuất ma túy ở hiện trường. Có lẽ là không phải cùng một lô. Cho dù không phải cùng một lô, đúng ra phải có nguyên liệu sản xuất ma túy chứ. Hoàn toàn không khớp. Có khi nào là loại ma túy mới không? Loại mà anh Dung nói băng đỏ đời ba. Có khả năng. Tôi đã tới trại cai nghiện tìm hiểu, hiện có dấu tích ma túy mới tuồn ra. Có hai khả năng. Một, lão Hắc đã có chuẩn bị trước. Thứ hai, kho này vốn không phải của lão Hắc. Dương Thanh Dũng gửi tin tới, Dương Kiến bị lão Hắc bắt đi rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta giám sát lão Hắc nghiêm ngặt và người tiếp xúc gần với hắn. Hắn mất một lô hàng, chắc chắn phải bù hàng ngay. Lúc này có khả năng cấp trên hắn sẽ xuất hiện. Cá lớn sắp xuất hiện rồi. Thử đi, trà mới năm nay đó. Sao hả? Đại hồng bào. Tiểu Thụy, chị Tam, mai chị rảnh không? Tôi muốn mời chị và anh Tư dùng bữa. Cô muốn mời tôi và anh Tư dùng bữa hả? Không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ một bữa cơm trưa. Tôi tới lâu như vậy rồi, lâu nay không có cơ hội mời chị và anh Tư. Tôi biết anh Tư xem thường tôi.
là nể mặt chị mới giữ tôi ở lại. Tôi muốn mượn cơ hội này để anh Tư hiểu rõ hơn. Vậy đi, lát nữa tôi gọi cho anh Tư hỏi thử đã. Cảm ơn chị Tam. Vậy tôi đợi tin chị. Nể mặt đi. Tại sao tôi phải nể mặt cô ta? Vậy thì nể mặt tôi. Tiểu Thụy, nói đi, chủ đề bữa cơm này là gì? Làm gì có chủ đề gì chứ? Chỉ muốn cảm ơn chị Tam đã chiếu cố tôi. Đi theo chị Tam lâu như vậy gây không ít rắc rối cho chị rồi. Có gì cô cứ nói thẳng, đều là người nhà, sao phải vòng vo chứ? Chị Tam xem tôi là người nhà. Thật ra làm nghề này thận trọng xét nét quen rồi. Thật ra trong lòng anh Tư rất tin tưởng cô. Có phải không anh Tư? Hả? Anh Tư, nếu Tiểu Thụy có hai lòng, lão Hắc có thể cho tôi lợi ích nhiều hơn mọi lúc. Vậy sao cô không đi tìm lão Hắc? Đừng nói bậy, Tiểu Thụy không phải loại người đó. Tiểu Thụy là loại người gì? Tôi là loại người gì à? Tôi liều chết cho anh Tư địa chỉ xưởng của lão Hắc. Nhưng anh Tư đối với tôi như thế nào? Chị Tam, tới giờ tôi đã nhìn thấu nhóc con này bày môn yến cho chúng ta. Đúng đó Tiểu Thụy, chúng ta là người nhà, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được. Có phải không anh Tư? Anh Tư à, có kiểu người nhà hại người nhà hay không? Cô có ý gì đây? Dương Kiến là ai? Dương Kiến, đó là hiểu lầm. Một mình Giang Thụy tôi lăn lộn ở Hải Nguyên, đã không sợ mất mạng. Tôi qua lại với lão Hắc không có lý do gì khác, chỉ muốn trừ hắn giúp cho chị Tam. Bây giờ xưởng của hắn bị triệt phá, còn có hiểu lầm gì chứ? Tôi nói đây là hiểu lầm, nghe không hiểu sao? Tôi không cần lấy lòng anh Tư, cũng không muốn lấy lòng của anh Tư. Nhưng chị Tam tin tưởng anh, tôi buộc phải tin anh. Tương tự, tôi cũng hy vọng được anh Tư tin tưởng. Nhóc con, cô chỉ là chút chuyện này đã muốn tôi tin tưởng cô. Cô tưởng tôi là trẻ con sao? Tiểu Thụy đã tỏ thành ý rồi, có phải là anh cũng nên tỏ chút thành ý không? Thành ý này phải từ từ quan sát, có đúng không? Anh Tư muốn thành ý hay là muốn mạng của tôi? Tiểu Thụy, Tiểu Thụy, anh quá đáng thật rồi. Chị Tam, nếu không quá đáng, chúng ta sống được tới hôm nay sao? Tiệm cắt tóc chị Hoa. Xong rồi, Tiểu Đoàn, mau qua ăn đi, rửa tay trước đi. Dạ được rồi cô. Vậy con ăn xong rồi làm. Mau qua rửa tay đi.
Vào đi. Chị Hoa, Khỉ, tới rồi hả? Tới vừa đúng lúc luôn đó. Vậy sao? Tới đúng ngay bữa cơm. Thịt kho tàu hả? Được đó, em vô lấy chén. Đã mấy ngày rồi không thấy em, bỏ mặc cả tiệm giặt ủi, bữa đực bữa cái. Chị Lưu cần giặt đồ, để đồ ở tiệm của chị đó. Em bận gì vậy? Ngồi đi. Em... chẳng phải em đi học kỹ thuật mới sao? Đi học hả? Em phải tranh thủ lắm mới về được đó. Ăn thịt kho tàu. Tiểu Đoàn, nhanh lên. Dạ xong rồi cô. Tiểu Đoàn tới chơi. Anh chàng giả tạo, hôm nay tặng tiền hay tặng quà cho chị Hoa vậy? Tiểu Đoàn ngồi đi. Tiểu Đoàn tới sửa bóng đèn giùm cho chị, hình như hư rồi. Đọt măng. Đây là món ruột của chị Hoa. Anh Dung thích ăn món này nhất. Đúng đó. Còn có món cá giết ôm này nữa. Anh Dung cũng rất thích ăn. Tiểu Đoàn, anh biết không, mấy món này anh Dung đều rất thích ăn đó. À, ăn đi. Đừng có luôn miệng gọi Tiểu Đoàn, người ta lớn hơn em đó. Không sao, mau ăn đi. Vậy tôi gọi là Lão Đoàn nha. Được rồi, gọi gì cũng được. Lão Đoàn, có lẽ anh không biết quan hệ giữa tôi và anh Dung. Tôi và anh Dung từ nhỏ là bạn thân. Cho anh xem. Xem đi, xem đi. Thấy sẹo trên đầu của tôi không? Hồi nhỏ, anh Dung hồi 6 hay 7 tuổi gì đó, anh Dung tung cú đá xoay vòng, đá bể đầu của tôi. Tới giờ vẫn còn sẹo đó. Còn nửa gối của tôi, bây giờ tôi mặc quần không dán lên được luôn. Đây còn có sẹo nữa nè. Anh Dung chạy xe một bánh cứ đòi kéo tôi theo, rồi hai đứa cùng té. Cô ấy không bị thương nhưng tôi lại bị thương. Đây, sẹo này nè. Hồi nhỏ anh Dung lấy bút bi cứ đâm vào tay của tôi. Cô ấy nói là để giữ lại hình xăm làm kỷ niệm kết nghĩa. Có đúng không chị Hoa? Em thích ăn phần mỡ nè. Mau ăn đi. Sao hôm nay nói nhiều vậy? Nói với Hải Dung thường chơi chung. Anh nếm thử thịt kho này đi. Được. Chị Hoa nấu thịt kho này là ngon lắm đó. Rất thấm vị. Nước sốt tương rất đậm đà. Mau ăn đi. Thịt ngon lắm đó. Thử đi. Tôi nghe điện thoại nha. Alo. Tôi biết. Tôi biết, đúng rồi, đúng rồi. Tôi sẽ qua ngay. Tôi qua ngay. Được rồi. Chị Hoa, em có việc, em phải đi trước. Có chuyện gì vậy? Ăn xong rồi đi. Chuyện gấp lắm, chị Hoa. Em nói chuyện này với chị. Sao vậy? Chị Hoa, em muốn mượn chị 5.000. Chuyện là em học kỹ thuật mới, thêm thiết bị mới cho tiệm giặt ủi. Ờ, 5.000 hả? Được, chị không có nhiều tiền mặt ở đây. Để chị gửi vào tài khoản cho em được không? Được, được, chị Hoa. Năm nay chắc chắn em trả cho chị. Cảm ơn chị Hoa nha. Không sao. Vậy em đi nha chị Hoa. Không ăn nữa à? Không ăn nữa. Lão Đoàn, tôi đi trước nha. Tạm biệt. Lát nữa chị gửi cho em. Dạ được, cảm ơn chị Hoa. Cô à, cô cho cậu ấy mượn tiền hả? Đúng rồi. Chẳng phải cậu ấy muốn mua máy mới sao? Mượn bao nhiêu? 5.000. Ờ, Khỉ này cũng rất đáng thương. Từ lúc rất nhỏ, ba nó đã không biết bỏ đi đâu. Mấy năm sau mẹ nó lại tái giá. Không có ai lo cho nó. Một mình lang thang trên phố. Lớn lên ăn nhờ ở đậu, bữa đực bữa cái. Có điều nó cũng rất khá, biết tự mở tiệm giặt ủi, nuôi sống bản thân. Mau ăn đi. Nó với Hải Dung từ nhỏ lớn lên bên nhau. Cậu thấy nhiều lúc nó giống con gái, còn Hải Dung lại giống con trai. Tôi rầu con bé Hải Dung này lắm. Tiểu Đoàn à, cậu phải coi chừng nó giùm tôi nha. Cô à, sao con lại coi chừng nổi chứ? Nói biến mất là biến mất. Nè, lần này nó nói là đi du lịch. Nó đi du lịch ở đâu cậu không biết thật sao? Con không biết thật. Con biết mà không đi tìm sao? Lẽ nào cô cảm thấy tụi con hợp tác ứng phó với cô sao?
Không biết được, thanh niên tụi con chẳng phải đều phải có bí mật riêng sao? Với cô thì không có bí mật đâu. Tiểu Đoàn à, lần trước lão Đường đem một chiếc khăn về đưa cho tôi, nói là Hải Dung mua ở Tân Cương cho tôi. Nhưng sao tôi nhớ cậu nói Hải Dung đi về phương Nam mà. Tân Cương hả? Chẳng phải Tân Cương có Nam Cương và Bắc Cương sao? Chắc là trước đó cô ấy ở Bắc Cương, sau đó đi Nam Cương. Chẳng phải đi phương Nam, đi về Nam sao? Hồi đó cậu cũng đâu có nói là Bắc Cương, Nam Cương gì. Dạ đúng, con không có nói, con không nói rõ. Là tại con. Cô à, tại con không nói rõ. Sau khi nghe lời nói không khớp của lão Đường và Đoàn Thế Cường, mẹ Tiểu Hạ ý thức được chắc chắn con gái không đơn giản là đi du lịch xa. Lúc này cô đã thấy hơi lo lắng cho an toàn của Hải Dung. Anh Tư, đem sô-cô-la tới cho anh rồi. Được, cảm ơn Lan Lan. Cứ khách sáo với tôi như vậy. Hôm nay có sắp xếp gì không? Tôi chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra sẽ báo cáo với cô. Lại giỡn với tôi. Là tôi báo cáo với anh chứ. Vậy cô chuẩn bị chiếc xe giúp tôi. Hôm nay tôi muốn lên núi dạo một vòng. Được, không thành vấn đề. Buông tôi ra. Dừng tay. Buông tôi ra. Đi ra đi. Nè, anh à, anh phải tôn trọng phụ nữ chứ. Có chuyện gì ở đây vậy? Bà chủ, có hai người Tây uống sai. Chị Thụy đang cãi lộn với bọn họ trong đó. Biết tiếng Anh à? Thú vị thật đó. Cô qua uống với chúng tôi mấy ly đi. Tôi có thể uống, nhưng mà không muốn uống với mấy người. Qua đây nào, uống với tôi một ly. Đừng ngại chứ. Qua uống với chúng tôi vài ly đi nào. Ôi, không được. Không được. Giỏi lắm. Tiếng Anh lưu loát. Đánh đấm cũng không tệ. Học ở đâu vậy? Lúc trước làm trong câu lạc bộ quyền Anh một thời gian. Yêu cầu cơ bản thôi. Câu lạc bộ quyền Anh nào vậy? Nói nghe thử, xem tôi có biết không. Câu lạc bộ quyền Anh Trí Tân. Đi, lên phòng tôi uống trà. Được rồi, mấy cậu đưa tên này ra ngoài. Kiếm chỗ nào cho nó tỉnh rượu đi. Cô ơi, tới phòng cấp cứu đi đường nào vậy? Ngay bên kia kìa. Cảm ơn. Cô ơi, Lưu Phương nằm phòng nào vậy? Để tôi kiểm tra. Phòng 1406. Cảm ơn. Cô tập quyền Anh bao nhiêu năm rồi? Cũng được mấy năm. Lúc đó không biết nhiều, cũng không nhớ nhiều nữa. Cô nói câu lạc bộ nào quên rồi. Câu lạc bộ quyền Anh Trí Tân. Câu lạc bộ quyền Anh Trí Tân.
Người ta nói làm cảnh sát là vinh quang, cưới cảnh sát cũng là vinh quang. Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Phải đánh đổi cả tính mạng. Tính mạng của các cậu, tính mạng của người nhà các cậu. Cậu nghĩ lại đi, ai lại hy vọng người thân của mình ngày nào cũng sống trong cảnh nguy hiểm chứ? Ông chú già, nhờ anh chuyện này. Lỡ như tôi xảy ra chuyện gì, mẹ tôi nhờ vào anh nha. Cô nhất định phải bình an trở về, cô hiểu không? Alo, lão Lưu. Sao vậy? Chị Tam lại bắt đầu điều tra Tiểu Hạ nữa rồi. Tại sao lại điều tra nữa vậy? Được, cứ để cô ta điều tra. Cô ta càng làm chứng tỏ cô ta càng quan tâm Hải Dung. Địa điểm nào? Câu lạc bộ Quyền Anh Trí Tân. Tôi đã nói rồi, cẩn thận là tốt nhất. Đã nằm trong phương án dự phòng rồi. Mẹ của Tiểu Hạ thế nào rồi? Cô vẫn khá ổn, nhưng bác sĩ nói cần phải làm phẫu thuật bắt cầu tim. Cái gì? Được, để tôi về sắp xếp lại, nhờ người bên cục qua chăm sóc mẹ của Tiểu Hạ. Chuyện này có cần nói cho Tiểu Hạ biết không? Theo tôi thì tạm thời không nói, chờ mổ xong rồi tìm cơ hội báo cho cô ấy biết là được rồi. Được. Lão Đoàn. Lão Đường, anh cũng được đó. Ở trong nhà mình mà cũng cảnh giác như vậy sao? Làm cả đời rồi, đã luyện ra được thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, với thêm cái mũi chó nữa. Cậu phản ứng cũng nhanh đó. Sao cậu qua đây vậy? Thì là chuyện mẹ Hải Dung bị bệnh đó. Bệnh rồi? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bệnh tim. Đã đưa về bệnh viện rồi. Bệnh cũ rồi. Hải Dung không có ở bên cạnh, một mình cô ấy cũng khó khăn. Đúng rồi, lần này tôi về tính nói với anh chuyện này. Anh cũng biết tình hình trong nhà của cô ấy, qua chăm sóc cũng thuận tiện hơn. Nếu để đồng chí khác thì tôi lại sợ. Được, chuyện này giao cho tôi đi. Thành phố Nam Hoa, tỉnh Tô Nam. Quyền Anh Trí Tân mời ghé qua xem thử. Quyền Anh Trí Tân mời ghé qua xem thử. Chào ông, Quyền Anh Trí Tân mời ghé qua xem thử. Có vẻ câu lạc bộ Quyền Anh của các cô cũng nổi tiếng lắm. Tôi thấy mấy huấn luyện viên này thật sự không kém đó. Phải đó, huấn luyện viên của chúng tôi từ nước ngoài về, từng đoạt nhiều giải thưởng lắm. Vậy cho tôi hỏi thăm, chỗ mấy cô có huấn luyện viên nào tên là Giang Thụy hay không? Cô ấy có đây không? Huấn luyện viên Giang, tôi cũng không rõ lắm. Ông chờ một chút. Huấn luyện viên Mã, anh qua đây một chút. Ông đây muốn tìm huấn luyện viên Giang. Giang lớn mật hả? Ông có quen huấn luyện viên Giang? Không không, tôi không có quen. Có người bạn của tôi nghe nói cô ấy có dạy Quyền Anh, nói là dạy giỏi lắm. Cô ấy có đây không? Đi cũng gần một tháng rồi. Huấn luyện viên giỏi như vậy mấy cậu cũng thả cho đi sao? Hay là bị người ta dụ đi mất rồi? Cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói cô ấy có người chị nuôi đi vay nặng lãi bên ngoài. Người ta chặn trước cửa nhà luôn. Một thời gian trước còn kéo tới cả câu lạc bộ chúng tôi nữa. Giống như là muốn đánh lộn luôn đó. Mà nè, ông có đăng ký không? Hồi nãy nói giảm 20% phải không? Tôi có thể giảm tới 30% luôn. Vậy hả? Để tôi suy nghĩ thêm. Gặp lại sau nha, gặp lại sau. Nè nè, hay ông để lại số điện thoại đi.